Dạ, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một câu chuyện. Là cổ xưa, hồi thời xưa mấy ông già là ngồi nói chuyện lại tôi nghe. Bây giờ tôi xin kể lên quý vị nghe. Nhưng mà hồi đó nói cái thời á, là mới khai sanh lập địa, là vì ông trời ở gần bên à, gần sát mình dữ lắm. Tại đàn bà là động cái gì cũng kêu trời không à, thành ra là người chư thiên người ta nói á, kêu trời riết ông trời ông không có ở gần mấy người nữa. Chứ hồi đó mình nói trên trời người chư thiên nghe hết trơn à. Đừng bà con hay là dơ giấy mình mẩy hay cái gì cũng kêu trời không. Thành ra ông trời ông ngày ông đi, ông đi lên hoài. Thành ra bây giờ quá xa giờ vợ mình không biết trời đất là đâu. Chớ hồi mới khai thiên lập địa đó, cái này là nghe là cổ tích mấy ông già kể lại, tôi không dám nói thiếu mà không dám thừa nha cô bác. Nói sao tôi đọc y lại như vậy, tôi nhớ nói y lại cho cô bác nghe. Là vì hồi đó đó, là một năm á, là Nam Tàu bắt đầu hội lại. Kêu các loài cây vật và các loài thú, các loài người đi lại, tặng mấy ổng nói chuyện cho nghe. Thì cái năm đó mấy ổng nói là cây cỏ này hồi đó chưa có cái vị thuốc gì, đâu biết cây gì mà vị thuốc, mới khai thiên lập địa mà. Cái thuốc này có trước mình đó cô bác. Nghe mấy người xưa nói vậy á. Cái cây này trước mình đó. Hồi mình chưa có, cây này có rồi. Mình là sao có cây này. Rồi người chư thiên á, người ta mới nói là bây giờ cái cây này á, cây kia, cây nọ, này kia đó, phải đặt tên, đặt tên rồi cho trần gian á, là biết cái tên của nó là cái vị thuốc gì để chữa bệnh. Người chư thiên người ta lo trước, hầu mình chưa có đó cô bác. Rồi cái kêu là các loài cây ngày đó đó phải hội lại cho cái là Nam Tàu bắt đầu cái là người ta đặt tên. Thì cây nào ngày đó cũng phải lợi hết trơn. Cái cây nó có cái linh hồn chứ không phải không à cô bác. Lợi hết trơn. Lợi đặt tên đều hết. Là nói ví dụ như bây giờ vậy, hội mà 5 giờ là dứt điểm. Là đóng cửa không còn kỳ hội, không còn hội họp nữa. Thì cái cây cải á, nó lợi sao chót, tới 5 giờ mấy rồi nó mới lợi. Nam Tàu mới hỏi, tại sao tao ra lệnh 5 giờ là khóa sổ, tại sao mày 5 giờ mấy? Cái nó năn nỉ quá, là bao nhiêu người có tên có tuổi hết, con không có, nhờ ông đặt tên cho con. Cái Nam Tàu nói, mày á, mày dám cải trời hay là tao đặt mày cải trời đó. Thưa quý vị, cái cây rau cải trời nó nhỏ xíu mà sao đặt cái tên của nó nghe lớn quá. Các loài cây kia không bằng nó. Cây cải trời nó lên gan hà. Và lại là đó là cây cải trời. Cái gì mà người chư thiên người ta nói rồi là nó gắn đó. Tới vạn kiếp sau cũng còn hoài.
các loài cây thảo mộc đều có tên hết. Năm sau lại hậu nữa thì là người đòi à, đòi hỏi cho có tên, chứ hồi đó không không có tên lại hậu đó. Mà nếu người thiên á, người chư thiên đó, người ta thì đứng lên cái gần ai cũng là đứng hết trơn, biết kêu ai nói, không có tên. Rồi cái người chư thiên cái mới nói thôi, bây giờ đông đảo quá sức rồi, không hơi đâu mà đặt tên. Bây giờ sau này đó, bà mụ bà đó, bà lại sanh đó, là bà đặt cho. Bởi thưa quý vị, hồi xưa mụ giường kêu mụ giường đó, chứ không phải đi nhà thương. Bây giờ nhà thương tôi không biết nha. Chứ hồi xưa đó, bà mụ bà lại bà sanh đứa con ra rồi bà đặt tên liền. Xài mít đậu gì bà đặt thí càng vậy đó, rồi sao lại cha mẹ sửa tên gì sửa. Bà đặt tên liền. Bị nhiều người chư thiên nói rồi á, là không có xe chạy cái chỗ nào hết, phải gắn liền. Rồi cái hồi đó đó, thì Nam Tào cho con bò á, nó 8 cái giò, 8 cái chân vậy đó. Nó mạnh, đặng biết sau này đó, nó đi cày xới đất rồi này kia, kéo lúa, kéo thóc mạnh dạng đó. Bị gì lúa trời đã bể hết rồi, giờ phải đi ra ngoài đồng cắt cổ mà chưa về nữa, phải đi kéo. Giao sắt cắt cổ mà không chịu về đó, là phải có con bò cho 8 cái chân, cho nó mạnh, nó bằng, nó nuôi trần gian. Thì trong số đó, năm đó cái chị đàn bà, hồi đó chị đàn bà là không có chân, là nói đàn bà mà có chân ấy làm chi, là cái máy sanh sản là thôi, đẻ con ra rồi chồng cũng phải nuôi nữa. Hồi đó chồng cho bú, bị gì phân đồng mà của chồng công vợ, phân đồng như vậy đó, là vợ sanh kêu bằng đi biển mồ côi một mình đó, là vợ sanh là cái công lao nó lớn cũng như là người đi biển vậy. Còn ông chồng không có thì ông chồng đi bằng gì à? Nấu cơm nấu nước làm gì trong gia đình nội trợ, ông chồng làm không, bà vợ khỏi cho con bú nữa, chỉ ngồi đó coi con mà thôi. Thì ai cũng kêu đài hết trơn á. Lúc trước nhất á là con vịt, nó nhỏ thó nó lại nó kêu đài trước, nó nói muôn câu với Ngọc Hoàng. Bây giờ bò anh tới 8 có cái chân lận, nhà Ngọc Hoàng nói cho tôi mượn cái chân đi, 2 cái chân bơi lội cho nó dễ. Ra thôi mẹ ơi, mày nuôi để dành ăn thịt không, chứ có bằng cái gì đâu mà phải 2 chân lận. Một chân được rồi, là không, 2 chân mới được, chứ một chân bơi lội xoay tròn hoài bơi khó đi quá, kèm lái không được. Là thôi giờ mày lại con bò đó mày hỏi đó, của nó thì nó cho mày mượn, mày mượn. Dịch lại nói anh bò không dám nào, anh mở lòng bác ái, anh thì chân dư quá tới 8, thôi anh cho tôi mượn cái chân, đặng tôi 2 cái tôi bơi lội nó dễ. Anh bò là không mày ơi, mày ngủ mà dưới sông dưới bãi dưới bến rồi ăn trộm nó ăn cắp mất giò tao làm sao mày, tao không có cho mày mượn. Là không, nếu như anh cho tôi mượn rồi đó ha, tôi ngủ ở đâu cũng vậy đó, ngủ trên bờ cũng vậy, đừng nói ngủ dưới cầu dưới bến dưới bãi sông gì trơn á, cái giò của anh tôi giấu lên, tôi chéo lên trên cánh tôi giấu, mà không ăn trộm không có lấy được đâu. Là sao vậy, thì tao cũng cho mày mượn mà, nếu mày mượn rồi mà mất mày phải thường tao nghe. Là mất thường anh, bởi con vịt luôn luôn ngủ ở trên bờ, thấy đâu cũng vậy, là ngủ đứng có một giò của bác, nó không có đứng, nó không có đứng 2 giò, bị 1 giò nó mượn trâu rồi.
Thành ra cái lời nói của người xưa nói cũng như đinh đóng cột vậy cô bác. Hỏi hứa rồi là thôi, tới con vật mà nó hứa rồi nó còn giữ uy tín của nó mà. Qua năm thứ nhì, con chó nó thấy là con vịt mượn được rồi, nó bắt bén. Nó lại, nó tâu với là thiên đình. Nói nhờ năm nào bắt đầu cho tôi mượn bò một cái chân. Tôi có ba cái chân, khó khăn quá, đi khó khăn quá, dắt cả dưới. Cái Ngọc Hoàng đó, nữa, mày dòng thứ ăn ở không mà giữ nhà không chứ làm gì mà cho chân cẳng cho nhiều. Mày là ba cái chân thì được rồi không? Ba cái chân khó quá Ngọc Hoàng. Là của bò đó mày. Mày mượn nó, mày nói sao đó, nói được thì nó cho mày mượn mượn. Cái lại nói với anh bò, anh bò, giờ tôi với anh cũng đùng cùng là cùng chung số phận, nhưng mà anh đi bằng nặng nhọc, còn tôi ở không giờ thì cũng phải thức sáng đêm giữ nhà cho chủ, mà ba cái chân vậy thôi chạy không kịp, ăn trộm hèo nó quánh lưng tôi muốn chết anh. Thôi giờ anh mở lòng bác ái, anh cho tôi mượn anh cái chân ông bốn cái chạy cho kịp nó. Cái gọi là rửa không được mày ơi, mày ăn đái bừa bãi quá rồi, mày đái trúng giò tao, mục giò tao sao vậy? Cái con chó nó hứa nó đó, anh bò anh làm ơn anh cho tôi mượn đi, mở lòng bác ái đi, chứ để sao ăn trộm nó quánh tôi muốn chết à, ba giò chạy không kịp. Rồi cái chân nào mà tôi mượn của anh đó là khi tôi đái tôi dở chân đó lên anh. Tôi không để cho ẩm ướt nước đái đâu. Là mày hứa thiệt mày, mà hãy mục giò tao là mày phải thường á. Rồi mục giò anh tôi phải thường. Bởi cái lời giật mà đó còn nghĩa là vì cái chữ tín của nó quý vị. Cái chữ tín của nó, nó hứa rồi là muôn thu ngàn kiếp nó không có xe chạy. Huống gì mình, cái gì bởi cái gì mình hứa rồi á, cái chữ tín thì đang đầu. Cái con chó đó, cho con chó mượn năm đó khoái quá, được bốn giò chạy thông thả, mà nó nhớ dữ lắm nha. Khi nó đái rồi cái nó dở cái chân lên, dở cái chân nào nó mượn đó, nó dở lên nó đái, nó sợ ướt cái chân đó. Là con bò cho mượn hết hai chân rồi, hai con hai chân. Qua năm thứ ba, cái chị đàn bà này chị thấy, ủa con vịt chó mượn còn được, huống hồ gì mình. Mình là người mà còn hơn nó mà. Thôi lại cũng trâu Ngọc Hoàng, thưa Ngọc Hoàng cho con mượn bò hai cái chân. Cái Ngọc Hoàng đó, nữa mày á là cái nguồn máy sanh sản, sanh con ra cho có thôi. Mày bận gì đâu mà rồi chồng mày bận nuôi mày. Rồi còn gì nữa mà mày phải xin chân, chờ mượn chân, mượn cản. Bởi vậy đàn ông bây giờ đi bằng trên đồng đó, cực khổ cỡ nào, dầm mưa chảy nắng cỡ nào, vừa bước vô nhà gặp mặt vợ cái cười à. Cô bác thấy rồi, nó gặp mặt cái cười à. Đó, là vì vui vẻ. Cái Nam Tàu đó, chà mày thì khó quá, thôi mày lại hỏi con bò đi. Cái lại hỏi con bò. Con bò nó nói, thôi ai tôi cho mượn được cho chị tôi không có cho đâu, không có cho mượn. Là sao vậy? Anh mở lòng bác ái đi mà, anh cho tôi mượn hai cái chân đi đứng dễ dàng. Cái bò không cho mượn. Trở lại tâu với Ngọc Hoàng nữa. Tâu Ngọc Hoàng, thưa Ngọc Hoàng, giờ anh bò không cho mượn đó, thì mày nói sao mày nói vậy? Chứ chân của nó mày lại mày mượn, mày nói sao mày nói? Mà tao nói với mày như vậy nè, bây giờ đó mày mượn được hai cái chân rồi, mày có ăn hiếp chồng mày không?
chồng mày nó bằng nó nuôi mày, nó về nó nuôi hết cả gia đình, mà mày không chưng đó thì mày không có ăn hiếp nó. Tao sợ mày có hai cái chân rồi á là mày ăn hiếp nó chứ. Mày nó bằng mệt về mày chửi rủa mày đánh đập nó, mày mày có chân mày ý, mày có chân rồi mày đi, mày đâu còn gì nữa. Cái người đàn bà hứa, tôi hứa với ngươi là năm tàu bắt đổ là gì, dầu tôi có chân đi nữa đấy không, tôi cũng phải sợ chồng tôi luôn luôn. Rồi hỏi mày sao bây giờ con dao vậy nè, Ngọc Hoàng có thấy được thì nên nói anh bò cho tôi mượn. Công việc nhà đó, tề gia nội trợ đó con lo hết, cơm nước giống gì con lo hết trơn. Mà con nấu cơm trễ đó gì chồng con không có ăn, nói nặng con giờ con cũng không trả lời nữa. Đó là con hứa. Cái Ngọc Hoàng nói thôi vậy là mày lại mày nói với con bò đi, nó không cho mượn tao nói tiếp với. Cái lại nói với con bò, xin bò là cho mượn hai cái chân. Thì bò không cho. Cái Ngọc Hoàng nói thôi bây giờ mày á còn sáu cái chân thì nó cũng ấy, bốn cái chân á bằng được rồi, sau này á trần gian người ta bằng máy móc cơ giới không à, thì mày ở không mày nghĩ mày cũng ăn cỏ không chứ gì. Cho nó mượn hai cái chân đi tới lui tề gia nội trợ gia đình cho dễ. Cái bò nói thưa Ngọc Hoàng, bị gì cái chị đàn bà này chỉ gần kề chồng con đó, rồi nhiều khi là chồng con của chị ép gãy hai cái giò tôi làm sao. Cái Ngọc Hoàng xây lại hỏi sao vậy, bỏ đó vậy đó mày tính sao. Cái chị đàn bà này đấy, thưa Ngọc Hoàng với anh bò, anh nên cho tôi mượn đi, khi nào tôi gần chồng con đó thì tôi dở hai cái chân lên, không cho để chồng con đè ép gãy chân đâu. Cái bỏ đây vậy là chị hứa ha, chị hứa chị nhớ nha, là ừ hứa nhớ. Thì khi nào mà lợi rồi một lát với chồng con rồi, rồi cũng phải dở hai chân lên à. Cái việc đó là cái thông thường từ xưa tới nay, hầu thời nguyên thủy tới bây giờ rất có điều có như vậy. Kính thưa quý vị, là vì người xưa nói lợi, mấy ông già nói lợi tôi nghe sao tôi kể y vậy, không dám thiếu thừa. Nếu đã kể thiếu kể thừa thì tôi mang tội lỗi với người xưa. Tôi kể như vậy mà xin thưa với cô bác quý vị, anh chị em, mặc dầu tôi nói tôi không dám nói thừa thì cái câu chuyện phải nói. Chứ nhưng mà bà già tôi cũng già, là đàn bà cô bác, anh chị em, quý vị, tôi nói vậy thì cũng như cáo lỗi với quý vị nhiều lắm rồi. Là vì bà già của tôi cũng là đàn bà. Kính chào quý vị. Dạ, kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, tôi xin kể lên là một cái câu chuyện ông bà có nói. Bụng làm dạ chịu ai chớ trách ai. Là cái câu nói này có sự thật như vậy 100% của bác. Mà nếu như tôi không nói ra cái câu này thì bây giờ nói như vậy mình biết nói sao. Nhiều khi mấy em bé giờ nói sao ông Út con nói bụng làm dạ chịu ai chết chết ai, là việc đó thường vậy rồi, bụng mình làm thì mình chịu, thì sao ông Út cũng nói vậy chi. Nhưng mà không phải vậy. Tôi xin kể hồi đó đó, cái ông vua này á, ở trên triều đình á, thì nghiêm nghị dữ lắm, lực pháp ổng nghiêm nghị dữ lắm. Mà ổng có hai cái quân hầu ổng, hai quân hầu của ổng đó, thì thằng này thằng, một thằng thì tên Bụng, còn thằng thì tên Dạ. Đó, thằng Bụng Dạ đó là hầu ông vua. Là hai thằng này là cũng bán trời không ngờ thiên đâu nha cô bác. Nhưng mà vua tận dụng, vua thương
Trận Dũng nó theo hầu cận kề, nó chơi tứ đổ tường. Cái thiếu tiền thiếu bạc, ông quan này ông quan nọ quá rồi, ta đòi nó không biết làm sao. Mà nó gần kề với ông vua thì nó đâu có sợ ông vua gì cho lắm, thương nó mà. Nó ăn cắp ông vua con rùa vàng, con rùa bạc, nó ăn cắp của ông vua. Ăn cắp rồi nó chưa có đem trao ra ngoài được, nó đem giấu máng xối á, mang xấu với đền vua giấu đó. Đặng khi nào có cái cơ hội đặng nó đem ra chơi, mà chơi tới mức như vậy đó, nó giấu đó để đó. Thì ông vua ông mất ông chưa có hay, tới chừng nữa có cái gia đình này nghèo, hai vợ chồng nghèo lắm, thằng chồng á thì làm tiều phu, đi đốn củi trên rừng á, hằng ngày đem về á, vác củi ra chợ bán, mua gạo vác về ăn, đó sống là từ bữa vậy á cô bác. Mà sao thằng này nó làm quan chứ, dốt đặc mà làm quan, đó, bởi hồi đó cái lệnh vua là lệnh trời mà. Nó đi vô rừng, nó đốn củi, nó cứ than, nó khóc hoài. Nó nói sao số mạng người ta được có ăn ở nhà, nghỉ được năm bữa, ba bữa cũng có ăn. Còn mình bằng mỗi ngày hãy nghỉ ngày đói. Nó than khóc hoài. Thần rừng thấy vậy mới tội nghiệp, mới giả ra một ông tiều phu nữa, lại ngồi gần nó làm bạn bè nói chuyện. Nói chuyện rồi mới dạy nó. Bây giờ mày nghèo quá đi, tao chỉ mày, thì có cách làm giàu chứ không làm sao mà mày làm bữa đói bữa no nè làm giàu được hết trơn. Tao chỉ mày, mà điều mày phải nói mép nha. Mày không nói mép mày không giàu à. Cái này vậy thì anh chỉ tôi sao tôi làm y vậy hả, làm sao mà tôi được giàu thôi hả. Lời bây giờ mày về đó, tao đây cho tao biết ở nhà vợ mày rồi, vợ mày mần một con gà, hồi xưa mà mần con gà ăn đó là tất nhiên có đám tiệc mới mần gà nha cô bác. Bị gì nó cơ cực đến mức đó đó, không phải như không khơi khơi mận con gà ăn đâu. Bà thương chồng quá, đi cả năm mười bữa, nửa tháng, một tháng mà không có đồ ăn gì, ăn bậy bạ không, sợ mà không nổi thôi mận con gà. Nấu nồi cơm nếp, hồi đó cơm thịt gà cơm nếp đó là quý nhất đó cô bác. Hồi thịt xanh đó, mà thịt gà cơm nếp đó là quý nhất đó. Cái mần đàng hoàng hết trơn rồi, ở nhà vợ không dám ăn, chờ chồng về mới ăn, để ngoài thì sợ chó mèo. Mới đem vô trong cái hũ gạo á, mới để con gà luộc rồi rồi nấu cháo rồi rồi để trong đó đó, đậy nắp lại. Thì cái ông thần rừng này ông nói bây giờ mày đi về tới cửa nhà mày đừng có vô gì hết á. Mày ở nhà mày cười hả hả, mày nói xa bữa nay ha, thịt gà cơm nếp ha, hít thà thịt gà cơm nếp ha, mày nói vậy ha. Chừng nào vợ mày chạy ra gặm kêu mày vô, mày ở vô cái đứng ngoài cười hả hả ha. Vợ sao cái đây hít thà thịt gà cơm nếp để trong lu hũ gạo, nói vậy ha. Cái người vợ, ủa trời ơi, sao chồng mình bữa nay mà mình bằng con gà ăn, mà mình cất trong cái hũ gạo mà chồng mình biết, ông này sao mà bữa nay ông linh dữ vậy cả. Đấy, ông sao không biết hả ông? Là sao không biết?
Trời ơi, việc gì mà tôi không biết. Từ hồi nào giờ tôi làm bộ, không biết làm ngơ ngơ ngao ngáo với ông chơi vậy chứ. Tôi biết tôi giàu nữa đó ông à. Và tôi không thèm nói ra. Chứ thịt gà cơm nếp bằng rồi. Ông để ông lưu gạo, ông chờ tôi đó. Cái người vợ mừng quá. Chồng mình sao giờ linh hiển quá. Mình bằng mình giấu vậy á. Đã chó mèo mà rồi. Ông về tới ngoài sân đó, ông biết rồi. Thôi đem vô ăn. Ăn rồi bà vợ không nói gì hết. Bởi vậy á, người xưa có nói, giấu cái gì đàn ông á, giấu với nhau thì nó kín, chứ đàn bà giấu không có được. Đàn bà dứt khoát là không có giấu được cái gì hết trơn á. Họ, tôi xin lỗi, không phải nói đàn bà lẻo bép hay là gì không, là nó có cái này nè. Cái ăn nữa, ăn uống đàng hoàng đi. Thì bà vợ mới hỏi, ông sao bây giờ, ông linh quá không? Tôi linh từ nào giờ mà điều tôi giấu, tài tôi giấu. Bây giờ ông làm gì tôi biết, ở xóm tôi không biết, đâu tôi không biết trơn. Cái người vợ cũng nói gì, thôi ăn cái đây. Thôi, à, bây giờ ông về hơi sớm chút, tôi đi qua thăm bên mẹ chút nha. Bên mẹ ruột, chạy riết qua bển. Chạy riết bển có gì, học có nhiêu đó đó. Bể tới vua nghe đó. Học đấy, trời ơi, chồng tôi bây giờ ổng làm thầy. Ổng làm thầy, ổng linh quá trời đi. Tôi bằng gà ăn dấu vậy rồi này kia, ông về tới ngoài sân ông biết rồi. Mà bây giờ ông đó không biết cái gì, ông biết hết trơn. Mà tôi nói với mẹ, mẹ đừng có nói ai nha. Ông giấu kín lắm, ông không có chịu nói với ai hết trơn, ông không chịu làm. Nói vậy chứ làm sao mà bà giấu được. Cái bà mẹ, ừ, mày nói tao nghe thôi. Có người ghế quý vậy được rồi. Cái gì à? Cái bà mẹ nói ai cô á? Đâu có dám nói người ngoài, không dám nói ai hết không? Nhưng mà nói với con. Cái con hỏi chị Hai Hoa làm cái gì à, mẹ, có gì không? Thì vô tình nói với con mình mà. Nói với con, cái con á, nhỏ gái này nói nó biết hết trơn rồi, cái chạy đi chơi shop nói. Cô ăn dám giấu được không? Không có giấu được. Nói cái tôn, cái tiếng đồn này nè, lên tới triều đình đi. Nhưng mà ông vua ông mất, ông biết con rùa vàng rùa bạc ông mất. Ông không có biết nữa là ai mà thầy giỏi đọc mà tìm. Vàng bạc á, mấy ông thầy phù thủy coi không có ra, coi không có nổi. Bị gì, nó thuộc về kim rồi. Thầy coi không ra. Thì ông thầy ông kêu là quan văn đi kiếm là thầy hay phù thủy giỏi rồi coi không ra. Thì nghe đồn cái thằng Hết Hà nè, nó biết. Cái ông vua ông nói đau bụng dạ, xuống đó bay đem võng giá đàng hoàng nha, rước thầy nha. Bay xuống dưới á, bay rước cái ông thầy đó lên đây. Coi rùa vàng rùa bạc tao là trong triều đình này ai lấy. Hai đó tưng lời đi xuống. Đi ngay vô nhà. Khi đi vô không phải là tầm thường đâu. Quan quyền đi xuống dân giả nó cũng khó khăn. Mà điều tôi nói đó dài dòng, tôi nói cái đại khái cho nó bao đi ra cô bác. Lại cái gặp ông nằm và ông đưa trèo trèo. Bữa đó không đi động. Vợ nói sao không đi động? Là tao biết tao làm giàu rồi, đi động chi nữa mày. Tao giàu nè. Chút xíu gì cái bụng dạ. Thế là khi kiệu tán long xa đồ lại gần gần trước cửa. Lính tráng gần gần ở trước cửa. Đi ngay vô. Cái ông ngồi dậy. Trên võng ngồi dậy hỏi bay đâu ạ? Là nói bạch thầy. Triều đình có chiếu chỉ mời thầy lên trển coi giùm cái rùa vàng rùa bạc. Ở triều đình mất. Coi ai lấy. Cái ông hết hồn rồi. Mình mà lên nói chặt với triều đình thì rồi mình tiêu mạng rồi. Còn gì? Tiêu tán đường gấp này lên pháp trường chứ không còn gì hết. Rồi là tội khi quân. Thì chém bỏ. Thôi. Cái bụng dạ nó đem võng giá rồi lại thằng đầu. Rồi mời ông lên đây. Cái ông lên. Ông nằm trên đó. Nằm đó mà lo ông bụng hoài. Gác tay anh tráng lo ông bụng hoài. Không biết sao. Nó khiêng đi dọc đường. Ông cứ than. Ông than ông. Thôi,
bụng mình làm dạ chịu chứ biết trách ai giờ. Ông than vậy, ông than bụng ông làm bị gì, ông hít hà khơi khơi, ông nói dốc. Rồi giờ là quan triều đình hay được thì rước ổng lên chển thế nào ổng cũng chết. Ổng than thôi bụng làm giả chịu chứ biết cái nói với ai giờ. Thằng bụng dạ nghe nói ổng nói hai ba lần vậy nó quản thần hồn, nó để cái giọng ổng xuống rồi hai thằng nó nhảy lại nó lại ổng. Thôi bạch thầy, tôi lại thầy, thầy ơi thầy, thầy lên chển thầy nói ai ăn cắp chứ đừng nói tụi con ăn cắp thầy. Chứ nói tụi con cấp rồi con ra pháp trường liền chứ không có gì. Cái ông nói bởi vậy tao biết hai thằng bay, tao biết hai thằng bay bây giờ nãy giờ tao nói hai thằng bay chứ ai nữa, là bụng dạ lấy nè, mày lấy nè, thì lên triều đình thì tao phải nói mày. Tao hít ra gùa già gùa bạc còn để đâu, tao biết hết trơn à. Thì bụng dạ nó bây giờ con lại thầy nha, bây giờ con gùa già gùa bạc con để trên băng xấu á, để trên triều đình bán xấu mà chưa, con chưa có đem ra. Nhờ thầy, con sống chết cũng nhờ thầy. Lên trển thầy nói ai ăn cắp thầy, thầy là hết hà không ra. Chứ nhưng mà biết của vật ở đó thì thầy chỉ ở đó đó, tụi con chạy lên lấy. Thì tụi con không chết mà ở triều đình ông vua thưởng là thầy nhiều cái công lao của thầy lấy để được gùa vàng gùa bạc. Chứ thầy nói con á bụng dạ lấy thì chết con rồi. Đó, ừ, tao biết bởi tao lên đây tao không cần coi, tao hít hà cái tao biết rồi. Tao biết hàng bay thằng bụng dạ nè, lấy chứ không ai chứ. Bởi tao nói bay tụi bay bụng làm dạ chịu nghe. Đừng có trách ai hết á. Thì bay, thời bay bay đầu thú với tao. Thôi, tao cho bay sống đó. Khiêng tới triều đình. Vô đi cũng quay nghi lắm, bị gì biết rồi. Bụng dạ cho biết quay nghi vô. Cái vua mà bắt tay ông thầy đó là cô bác biết rồi, xuống bắt tay à, thầy mới tới được là rồi thầy có chiếu chỉ đòi tôi lên đây thì cái tài của tôi đem ra tôi là đỏ sức với cái việc đó là của triều đình đó là thất thoát. Cái ông vua ông nói thiệt có vậy. Bây giờ tại sao thầy biết? Là tôi rước thầy lên đây đặng mà coi ở trong triều đình tôi có thất thoát một chuyện. Giờ thầy đâu chuyện đó nhỏ nhoi, chuyện đó biết rồi là quân sư không biết sao à, bệ hạ. Là quân sư thì nó coi theo việc là thiên văn địa lý thì nó biết chứ cái việc đó nó không biết. Là tôi thiên văn địa lý cái giống gì cũng biết hết trơn á, tôi biết trước hết trơn á. Cái vô cái ông vua thấy mừng quá, thôi đem ra đãi ra một trận cho ông nhậu ông chập đi ha. Nhậu rồi đàng hoàng cái ông la hít hà gùa vàng gùa bạc ở trên bán xấu bệ hạ. Cái ông vua sai bụng dạ bay lên chảnh cho có chảnh không bay, có gùa vàng gùa bạc sao chảnh không, thì nó để nó biết chạy giết chảnh lấy đem xuống. Rồi ông thầy này hay quá, thôi bây giờ vậy phong quan ông đó, ông ở triều đình làm là kế ông quân sư này, có việc gì ông hít hà giùm. Rồi quân sư coi ông hít hà thì trong nước mình yên ổn không có gì hết trơn, biết trước hết rồi còn gì nữa. Cái phong quan ổng làm giàu, thưa cô bác nói mép làm giàu không, cô bác làm giàu đó là về triều đình rồi của kho mà ông vua ông cất nhà cửa cho ở dinh thự rồi vợ con đồ lên ở sung sướng. Mà điều ổng cũng nhanh trí cái này, trong thời gian thầy cô bác cái ông trâu lại với ông vua, bây giờ cái con hít hà của tôi nó đi mất, tôi nằm tôi ngủ trong thời gian này, tôi ngủ đêm nay tôi ngủ sao tôi thấy nằm chiêm bao thấy có một nàng tiên cô đi xuống, là tiên cô nghĩa là bắt cái con hít hà của tôi bay đi. Tôi giật mình thức dậy tôi hít hà hoài, cái việc gì cũng không nhớ hết trơn, việc gì không được. Muôn trâu bệ hạ, bây giờ tôi hít hà hết được. Ổng cái léo mép, ổng chạy tẩu chứ sau này trong triều đình có việc gì biểu hít hà không có, đang chặt đầu ổng sao. Thì ổng cũng có giao rồi, giàu rồi, quân tử bất khí ngôn mà cho của cải ổng, dinh thự ổng đâu có lấy lợi. Cô bác thấy nói mép có giờ làm giàu được không cô bác? Nói mép làm giàu nha cô bác.
Nhưng mà làm giàu cho đúng bực nghe. Là nói cho đúng bực nha. Chứ mà nói mà không đúng bực đó là bị tội liền. Nói đúng bực thì là làm giàu. Cái ông là hết thà làm giàu. Thì tất nhiên là vua hầu đó quân tử bất khí ngôn. Ông vua ông nói rồi một lời chứ ổng không đụng hai lời. Thì bây giờ thằng hết thà là nó làm giàu, chứ không làm giàu vô cớ đó cô bác. Còn thằng bụng thằng dạ này đó nó khỏi chết. Thiệt là nó coi ông này cũng như là cái ông quan tể tướng triều đình vậy đó. Có cái gì nữa lợi nó tâu gỗi ổng này kia kia đó của cải đem lại dâng cho ổng vợ con ăn uống sung sướng một đời. Thưa quý vị, là cái việc tôi nói thằng bụng thằng dạ này là nó như vậy. Chứ không phải nói bụng làm dạ chịu. Bụng làm dạ chịu ai không biết. Bụng làm dạ chịu thì mình làm tội với đó, mình chịu tội. Mình ăn cắp món đồ đó người ta bắt mình thì mình bị đóng trăng. Cái việc đó là ai không biết. Nhưng mà không biết là cái việc bụng dạ này hầu vua kính chào quý vị.